nhân trong sẽ đơn á nên ta tập vào để no giờ cụ tất tỏ nhau tại lúc rọ bắt chùa nhau tại đang lắc nè rọ bắt chùa để no giờ xã chi đi giờ xã cứ đưa đắp à cứ đưa đắp để no giờ thành hoàn thành nha. Lúc nào cũng quay video review rồi bếp bỏ sò là lúc rọ cắt chùa để no thì lý cha là không có rọ cắt chùa đó nè bắt chùa ấy. Phát chùa thì cắt chùa hồi xưa. Phát chùa nhá, xong nó về cũng việc cũng mà đi cho máy bay một quả bò. Thì nó cũng tất tần nhân từ từ cứ hoàn thành lúc chế này vậy, chỉ của cho bé mình chỉ là rò thôi nãy vậy, chỉ việc mà cho bé một sạc cắt chùa nè. Để nó chỉ giờ là lúc rò phát chùa nè. Nếu cho nó mà nhớ ta chống thiết rồi để cần ấy dạ. Nếu cho nó tiết tia tù tù cho nó. Chị để nó cua giờ thơ thơ dầu của tốt sò nó dạ. Chị nè chó chị ta tốt sò chị nè xe của review nó dạ. Chị của review của bỏ nè bỏ tan thoa lâu rồi này nó nè. Nó cách chùa nhập trò bút xa tỷ nó là. Chị ít lìa chị của mà đi cho nó một xe kêu một số lỗ cách chùa nè. Hôm nay chị bế một xe để thế nó thế giò thế kế thế chế nhon để nó lìa rồi vậy lúc giò nhon để nó chỉ những chống cần con đấy vậy để nó mù trội gì nó chỉ phải đâu chỉ mong thế này chỉ nhớ xe số nó thay để thì khu chùa lì lũ miền rồng mề theo này vậy nhớ tàu là sẽ cơ thiên tổn tí tàu rùng mù nó nè chỉ cú chỉ mới sợ nhân thế thế nè, giờ mới sợ nhân thế chỉ cú chỉ review đâu được nè, thì chỉ cú chưa cho gia sĩ xia nè nó cho nó sẽ đập bỏ cho để chơi nhau thì kể một lò thế lúc các chùa chỉ nhau trong một sát tí nó nói giờ xia cần cầu một sầu nè, xia một sầu thì cú chỉ mới sợ giống một cho sầu được, nãy giờ chỉ cú chưa cho phải cam, chỉ tại xia nó chưa hoàn thành ước ta tỏ tao sẽ kiện thì nó một trong một tí nó nè. Ừ một trăm bốn thì nó chỉ ước chỉ anh chị một trăm thì lúc tới chùa thì no già nói vậy để nó chỉ lúc rọ các chùa nó chỉ lúc nào chỉ lấy rọ nó nhìn tò mong cờ thế nè hay rọ nó chỉ như môn hình chống báo cờ như thế nè. Tại sao nó chỉ mù chưa ước tới tò mù giờ sao thì lúc tới chùa nó là lúc rồi nhấp bốn thì nó à thì nó chỉ ít bia gì ở mùa còn sao thì nó tại sao chỉ nhớ thì nó tại nó nhiều đến bữa tết bỏ ra bây giờ bữa đấy lo lo hết rồi vượt đầu nó xì ra đó là tết tết rồi để nó mình ok tại sao nó chỉ quay cho em bây giờ rồi bắt xe nào 1 2 3 lên nào bé một xe nè nào mua nào đó mua lại cái sọt nó cái con dẹp sọt quá chùa hả dẹp sọt quá chùa sẽ buồn buồn to vòng tỷ nó tôi mua xe là quá chùa á dạ thế tích bỏ ư là thao bù hầu tiêu yếu một sọ sọ bắt chùa thì đó một sai nó bắt chùa hay rồi chả bỏ máy quay nhá máy bay nhá từ liu đó sau kế có hay thì lấy ra tổ nó lấy tụ thao một đầu lắm có sai hay nào cứ thao một đầu lắm chỉ tao đâu đâu cái báo gió to đỏ đỏ kìa cái báo gió to ui đó nó ra đi được 200 mét đó để tơ chua để nó mua sống mà cho biết lo thể cái tí này buồn một sợi sợi bắt chuột à à chế là nó cần cần dính là nó sẽ còn cần dính để chế tí nhiều kem gì thau thì thau thì nó nhờ hai giống đu đi chứ lo thì có đu đi lâu đi à gió to quá nó ra đi được hơn gần 400 mét à
thôi kệ nó đi. À, kèm vào gió to. Nó to là chắc nó không đi được hay như nào? Đi được nhưng mà nó cảnh báo kiểu bay cẩn thận hơn ấy. Kiểu như là nó cảnh báo mình biết thôi. Nó vẫn đỏ kìa. Khi nào không có gió to là nó sẽ không có nữa. Chưa một chỉ giọt gì rồi. Vậy này nó đã cao hết cỡ rồi này. Đây nhá, 500 mét rồi. Maximum flight altitude. Max. Max. Ờ, một chỉ to à. Một chỉ to rất trông. Ôi ôi. Lúc trông nhá để nó hả? Lúc rồi nhá để nó. Để nó. Rồi bắt chùa. Xiết thể là thứ. Nhớ xiết thể rồi nó. Nó mang bay chỉnh. Chỉ tao tao sợ thế. Tao tao sợ nó thế. Tiếp một cao nó này. Nó mang bay một chùa. Chip của mét. Thì sau này nó là sau những hồ sấy đặt chùa thôi. Họ đã no. Đã no là gì? Giờ lúc rò hả? Trên cảnh báo thì chúa lọt thâu rồi đó, chúa lọt thâu chỉ có sấm mù, chúa lọt thâu thì nhớ lọt cái kỳ cơ, đừng thì chúa lọt thâu lại còn lọt chắc là chế nè, chắc là chế, return home, ta chỉ là chế mù rê rê cho bớt hết đâu chả, mù rê rê cho bớt hết được, chưa không lo á. Ừ, sao bơi lội thế nhở? Ồ, thế này sao? Ừ. Lúc kia là nào mà tên được can lên đất bỏ rồi. Ừ. À. Đó. À. Ừ. Hết sống. Ô, bơi đây là bơi đây là sử dụng một tập để lên xe. Tí. Tí chỉ cá muối thôi, sát thôi. Lúa đêm giao thừa, lớn mới cho anh chơi một số chỉ cái nó số à. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Tiệt tôi chỉ trồng muối là cái lo chế. Thôi tôi chỉ trồng muối chỉ lo chế. Thôi. Cái nhân đàn nói vậy? Ừ, nhớ cái nhân đàn. Rồi. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Hmm. Biết rồi đấy. Chán chua điện tải liền. Đó. Thôi. Tắt giỏ rồi. Yeah.